Các con thân mến, qua phần trò chơi khởi động vừa rồi, các con đã hiểu từ chỉ sự vật là như thế nào rồi đúng không? Từ chỉ sự vật sẽ có 4 nhóm đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta cùng vào bài tập số 1 nhé. Bài tập số 1 của cô có yêu cầu như sau. Hãy kể thêm những từ chỉ sự vật theo nhóm. Từ chỉ sự vật có 4 nhóm các con ạ. Đó là từ chỉ người, từ chỉ con vật, từ chỉ đồ vật và từ chỉ cây cối. Các con có tự tin để làm bài tập này trong vòng 2 phút không? Vậy thì cô sẽ dành cho các con 2 phút để làm bài tập này nhé. Xin mời các con nhấn nút tạm dừng để chúng ta làm bài nào. Thời gian 2 phút đã hết rồi. Các con đã hoàn thành xong phần bài tập của mình rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy theo dõi lên màn hình để cùng xem cô Thủy có những đáp án nào nhé. Ở nhóm từ chỉ người, cô có các từ Lan, ông, bà, công nhân, cô giáo. Lan là tên riêng của một người nên cô Thủy viết hoa đấy các con ạ. Ông, bà là những người thân trong gia đình của chúng mình, có đúng không nào? Công nhân là những người làm ở trong các nhà máy, xí nghiệp. Có rất nhiều công nhân khác nhau, ví dụ như là công nhân xây dựng này, công nhân cầu đường này, rất nhiều các con ạ. Và từ cuối cùng của cô đó là từ cô giáo. Cô giáo chính là cô Thủy, là các cô giáo dạy các con ở trên lớp đấy.